Xin chào tất cả bà con. Đây là đang ở trong lò làm lá, chế biến lá mai xuất khẩu. Đó. Đây là công nhân đang phân loại. Đây gọi là phân loại đấy ạ. À, chuyên thu mua lá tươi, lá khô. Địa chỉ của mình là xã Ngọc Quan, Đoan Hùng, Phú Thọ nhé. Số điện thoại là 0898717146. Nếu bà con, cô bác ai có nhu cầu bán lá khô, lá tươi thì cứ alo cho mình theo số điện thoại hoặc kết bạn Zalo 0349015091. Và đây là lò xưởng sấy lá của chúng tôi. Xin chào các bác nha, các bác lên sóng tí ạ. Dung YouTuber đấy ạ. Chị Phương xinh đẹp. Em đi vào đây để kiếm cơm đấy ạ. Xin việc để làm cùng các bác cho vui. Đây là một lò lá sấy thủ công thôi nhưng mà cũng rất là đông vui nhộn nhịp. Em đang vào đây để xin việc ạ. Dạ không ạ, đây là công nhân là làm thực tế. Dạ. Kênh của em thì đi những 65 quốc gia và vùng lãnh thổ chứ không cứ một chỗ nào ạ. Lá chỗ này dài nhê. Đây là đang xếp vào để kiện, đóng kiện ạ. À. Đấy, mỗi người mỗi công đoạn. Mỗi người mỗi công đoạn. Đây xong rồi là cho ra đa, đóng đai, đóng kiện đây. À, để xuất khẩu đi nước ngoài. Tầng trên, tầng dưới. Lúc nào các bác dạy em ấy à? Để em cũng đi kiếm cơm chứ không thì em ở nhà em chết đói rồi. Kiếm cơm làm cái gì cái nghề này? Nói gì? Ngồi trong bóng này không bị mưa, bị nắng gì như chúng em ở ngoài trời kia dãy nắng dầm mưa. Đây là phân loại AB đấy ạ. Yeah. Lá mai của em to lắm. Đây này nó dài như thằng này này. Dài như thằng này nhưng mà nó to. Trồng bao giờ mà nhanh? Em trồng đầu năm ạ. Thế mà bây giờ đã được. Chị ơi, trồng sau khi trồng 4 tháng là thả được hái rồi ạ. Vâng. Như cái nương sắn nhà chị mà trồng thì úi trời ơi. Trồng ở đâu? Cái nương sắn đằng sau ấy. À nương nhà ông hả? Em trồng đằng sau nhà nhà em. Đấy, đỉnh đồi cao như thế nhưng đẹp lắm. Lát nữa em đưa khách Lai Châu vào đây bây giờ ấy, các bác ấy vào đến tham quan vườn mua giống và muốn thăm những cái lò xưởng thủ công này à. Em làm cho vui mà. Giao lưu với khách hàng là chính. Dạ em là vườn mai siêu lá Kim Dung và kiến thức tự tôi ạ. Dạ, đủ các món chia sẻ ở trên đấy, không thiếu một món gì. Dạ vâng ạ. Vừa thu mua lá, vừa bán cây giống. Dạ. Bên đây bên kia. Dạ em ở ngoài thôn 5 đấy ạ. Dạ vâng ạ, ở qua nhà em mới đến cổng Hải đấy đấy ạ. Dạ vâng. Dạ dạ. Có cái dốc cao nhất quả đất. Ôi chào các bác nhá, em đi vùng khác ạ. Quay kỹ chưa? Sắp kỹ rồi ạ. Đây lại một bên nữa. Được về rồi vẫn chưa. Quay vẫn chưa kỹ. Hehehe
Và đây là lò sấy thủ công. Đấy, ngăn bên này là đang sấy rồi đấy ạ. Còn ngăn bên này thì đang chuẩn bị chờ lá tươi vào. Đây là than, những cửa than. Đấy, bà con cô bác nếu trồng mai số lượng khoảng độ 10 hát, 10 đến 20 hát thì các bạn cũng có thể làm một cái lò này, nó chỉ chi phí mất khoảng độ hơn chục triệu thôi ạ. Mỗi một ngày sấy ra khoảng độ 4 đến 5 tấn lá trên một ngày. 4-5 tấn lá tươi trên một ngày. Hoạt động rất là đơn giản, nhưng mà thu hút thì chắc là phải 20 công nhân, hơn 20 công nhân. Các bác các chị nhờ xưởng nhà mình thu hút khoảng độ 20-30 công nhân không ạ? Được ạ. Vâng. Đấy. Đây là những cặp lá tươi. Cặp lên như thế này xong bắt đầu mình cho vào sò lò sấy ạ. Đây là lá khô phân loại. Đây lá này là người ta phải hái từ hôm qua chứ, còn hôm nay làm gì đã hái được. Khi sấy xong là bỏ ra đây để cho nó khô. Đây là kho. Vào lò lá, chỉ thấy lá là lá.